Xin chào, mọi người có nghe mình nói rõ không? Mình là Kiều Diễm và chúng ta lại gặp lại nhau trong Hôm nay có gì hot ngày 14 tháng 1 với những tin tức công nghệ cực kỳ nóng hổi không thể bỏ qua. Đúng như tin đồn trước đây, Annie Rubin, cha đẻ của hệ điều hành Android, đã thành lập một công ty phần cứng có tên là Essential Product nhằm mang các thiết bị di động và nhà thông minh vào chung một nền tảng. Dự kiến smartphone cao cấp đầu tiên của thương hiệu này sẽ ra mắt vào giữa năm nay. Với đội ngũ gồm nhiều cử nhân viên đến từ Apple và Google, thì Essential hứa hẹn sẽ đem đến những sản phẩm cực kỳ độc đáo đây. Mới đây, Motorola đã tung ra một tấm ảnh có chiếc điện thoại và nhà thờ Sagrada Família nổi tiếng của thành phố Barcelona, nơi diễn ra sự kiện MWC 2017, để tiết lộ rằng họ sẽ giới thiệu những sản phẩm mới vào ngày 26 tháng 2 tại sự kiện này. Theo như thông tin rò rỉ, có thể Motorola sẽ mang tới những sản phẩm tầm trung Moto G5 Plus với màn hình 5.5 inch Full HD, chip Snapdragon 625, RAM 4GB, camera 13MP. Tuy nhiên, bên cạnh Moto G5 Plus, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Motorola có đem đến bất ngờ nào khác tại MWC 2017 không nhé. Sau một thời gian rò rỉ, mẫu smartphone Galaxy C7 Pro đã chính thức được Samsung âm thầm tung ra thị trường Trung Quốc. Galaxy C7 Pro có thiết kế tương tự như Galaxy C7 và được trang bị màn hình 5.7 inch Full HD, chip Snapdragon 626, RAM 4GB, cụm camera 16MP cả trước và sau. Galaxy C7 Pro sẽ được cho phép đặt hàng từ ngày 16 tháng 1 tới đây và ba tùy chọn màu sắc là hồng, xanh và vàng. Tuy nhiên, có lẽ đây sẽ là phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc và chúng ta chỉ có thể chờ đợi các thương gia sắp bay về mà thôi. Hôm nay, Huawei đã chính thức tung ra chiếc smartphone P8 Lite 2017, phiên bản nâng cấp của chiếc P8 Lite đã được ra mắt cách đây 2 năm với một thiết kế hoàn toàn khác biệt. Thay vì sử dụng nhựa thì P8 Lite 2017 đã được làm mới lại bằng kính, có phần hao hao giống với Honor của hãng Huawei. P8 Lite 2017 sẽ được trang bị một màn hình 5.2 inch Full HD, chip Kirin 655, RAM 3GB, cụm camera 12MP phía sau và 8MP phía trước. Máy sẽ bắt đầu được bán ra vào cuối tháng 1 với mức giá khoảng 5,7 triệu đồng. Trên đây là những tin tức công nghệ hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Hôm nay có gì hot tuần sau. Bye bye!